không có phụ gì hết, ăn cơm rồi khổ rửa chén không hết nhà luôn. Trời ơi, cứ gì vậy gì hết. Vậy là chỉ mua đồ ăn về đó, quăng đó rồi cha mẹ em dâu nhào vô làm. Không nấu gì nấu, không làm dạ, gì là. Làm xong dọn lên ăn, ăn xong rồi là quăng đó phóng lên ghế salon ngồi đó chút đơn phóng làm. Luôn hả? Phóng lên luôn, lên nằm luôn, rồi ngồi trên ghế ngồi làm luôn. Không có bằng gì hết, không quét nhà, không rửa chén, không gì hết. Phóng lên ghế ngồi. Nhưng thôi. Mà nó làm cha mẹ cũng cho làm, tại nó công việc nhiều quá. Nó tài chiều dâu quá mà. Con lên con làm việc gì của con đi để đây mẹ với cha làm. Em hỏi thiệt nha, ví dụ như là giống như mình làm dâu á, mới về nhà chồng mà mình không có làm việc gì hết thì mình có ngại không? Tại vì mình không có phụ giúp được cha mẹ đó. Thật ra là cũng có cắn rứt lương tâm. Không có đâu. Nói chung là thấy mặt nó biết không có ngại rồi. Nó phóng không mà không nghe nói hả? Nó ăn xong nó phóng lên ghế, nó làm xong nó phóng lên. Nhưng mà mới về cũng có cảm giác sợ chứ đúng không chị? Đúng rồi, cũng có cảm giác cắn rứt lương tâm. Nhưng mà thật tình cắn mấy ngày? 5 phút chưa? Cắn rứt lương tâm 5 phút thôi. Nhiều khi là do đúng là thật sự là cái công việc